tôi đó là 10 triệu. Thì lúc này đến năm 2020, ngoài cái doanh thu từ việc hoạt động sản xuất kinh doanh của tôi ra, thì tôi lại có thêm một cái thu nhập khác đó là 10 triệu. Như vậy các bạn thấy rằng là gì ạ? Ngoài cái lợi tức kinh doanh ra thì doanh nghiệp của chúng ta vẫn có rất nhiều những cái nguồn thu khác, đó là như là chuyển nhượng vốn, rồi chuyển nhượng tài sản, hoặc là chuyển giao những công nghệ, bản quyền, hay thậm chí là những cái khoản nợ khó đòi đã xử lý, đã xóa sổ rồi mà nay lại thu được. Thì do vậy thì doanh nghiệp nếu như mà chỉ nộp trên lợi tức thôi thì nhà nước sẽ không bao quát hết được những cái nguồn thu đó. Do vậy thì đến năm 1997 đã luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thông qua vào ngày tháng 5 năm 97 và nó chính thức có cái hiệu lực thi hành vào năm 99. Và cụ thể là cái thời điểm năm 97 này là lúc mà nhà nước của chúng ta ban hành hết, sửa đổi hết tất cả những cái luật thuế đó các bạn. Và như vậy thì cho đến hiện nay thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta đang có hiệu lực mà chúng ta đang dựa vào, đang tìm hiểu đó là trên những cái văn bản. Đó là luật số 14 được ban hành vào năm 2008 của Quốc hội 12 ha. Và luật số 32 và luật số 71 năm 2014. Thì đó là những cái luật thuế mà chúng ta đang có cái hiệu lực. Và đương nhiên thì kèm theo nó vẫn là những cái nghị định các bạn ha. Những cái nghị định, những cái thông tư hướng dẫn ạ. Các bạn hình dung rằng là gì ạ? Thực ra ở Việt Nam chúng ta thông tư rất là nhiều, thông tư rất là nhiều luôn. Thông tư để hướng dẫn ra những cái nghị định này một năm có rất là nhiều, một năm thì ra rất là nhiều những cái thông tư, và thậm chí là gì ạ? Thông tư cũng chưa có cụ thể rõ ràng và cơ quan thuế đã đưa ra những cái văn bản để hướng dẫn, thậm chí là có những địa phương họ thực thi cũng sẽ khác nhau nên họ cũng đưa ra những cái văn bản hướng dẫn rất là nhiều ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có cái khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là gì ạ? À, thuế thu nhập doanh nghiệp nó là thuế trực thu, đánh trên phần thu nhập chịu thuế của những tổ chức và những cái cá nhân mà có gì ạ? À, của những là thuế trực thu đánh trên phần thu nhập chịu thuế. Đó, các em hình dung cho cô là đó là đánh trên phần thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế các bạn ha, đánh trên phần thu nhập chịu thuế. Nó phải là thu nhập nhưng mà phải là thu nhập chịu thuế các bạn ha. Như vậy thì chúng ta sẽ hình dung là à, như vậy thì trong doanh nghiệp chắc chắn sẽ có những cái phần thu nhập mà không chịu thuế nữa, nên người ta về đưa vào đây là sắc thuế trực thu đánh trên thu nhập chịu thuế của những tổ chức rồi pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh Việt tại Việt Nam. Như vậy là bất kỳ một tổ chức, một cái đơn vị cơ quan nào có cái hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh tại Việt Nam mà đăng ký với cái cơ quan có chức năng thì họ đều phải có cái nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp. Và chính vì vậy thì trên thế giới các vẫn nhiều nước vẫn còn đang gọi là thuế thu nhập các bạn ha. Và như vậy thì thuế trực thu này, một bạn cho cô biết được rằng là nếu nó là thuế trực thu thì ai là người nộp thuế và ai là người chịu thuế ạ? Ai là người nộp thuế và ai là người chịu thuế các bạn? Dạ, doanh nghiệp là người nộp thuế, doanh nghiệp là người chịu thuế luôn ạ. Đúng rồi, doanh nghiệp là người nộp thuế và doanh nghiệp cũng là người chịu thuế. Rồi bạn nữ vừa trả lời cho câu hỏi là vậy thì theo em thì để mà thu cái thuế này thì nhà nước của chúng ta đòi hỏi kiểm soát, cái việc kiểm soát thuế này có khó không ạ? Rồi bạn nữ vừa trả lời là câu hỏi luôn. Theo em thì cái việc mà nhà nước của chúng ta để kiểm soát về cái thu thuế thu nhập doanh nghiệp này thì nó có khó khăn không ạ? Dạ, theo em là không, tại vì nó thu trực tiếp từ cái doanh nghiệp đấy và doanh nghiệp đấy phải đóng cho nhà nước trực tiếp luôn, cho nên nó không có khó. Không khó à? Còn bạn nào có ý kiến khác không ạ? Rồi, cô cảm ơn bạn. Lát nữa nhắc Dạ. tên Ngô Nghi sau ha. Rồi, còn bạn nào có ý kiến khác không ạ? Thì thưa cô là em có ý kiến khác ạ. Quỳnh hả? Dạ. Rồi, Dạ. phát biểu lên, bạn Quỳnh phát biểu đi ạ. Dạ, theo em thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp này á là sẽ khó thu, bởi vì nó đánh vào cái thu nhập, cái lợi ích của mình á, là mình sẽ tìm cách trốn thuế. Dạ, ý em là Đúng vậy. rồi, bạn Quỳnh nói, ý của bạn Quỳnh nói như vậy khá là đúng ha, bởi vì các bạn chỉ hình dung sao thôi ạ. À, thuế gián thu thì chúng ta
tiêu dùng chúng ta chịu thuế, nhưng mà chúng ta lại không phải là người mang cái tiền thuế này đi nộp đến cơ quan thuế. Nhưng thuế doanh thu nhập doanh nghiệp ở đây là nó đánh trực tiếp vào cái lợi ích của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp sẽ luôn luôn tìm cách để làm gì ạ? À, doanh nghiệp sẽ luôn luôn tìm cách để làm cho tối đa nhất cái số thuế phải nộp của họ là tối đa, à, là tối thiểu nhất các bạn ha. Tức là tôi sẽ luôn luôn tìm cách làm sao, à, tôi phải nộp cái thuế này là ít nhất. Do đó nên chúng ta thường nghe đâu đây những cái khái niệm là gì ạ? À, trốn thuế, nhưng mà trốn thuế tránh thuế, nhưng thực ra cái việc trốn thuế tránh thuế là nó đang vi phạm về pháp luật các bạn. Còn hiện nay thì ở kế toán doanh nghiệp có thể làm gì ạ? Người ta có thể gọi một cái đó là gì ạ? Tối ưu hóa. Tối ưu hóa về thuế ạ. Nó gọi là tối ưu hóa về thuế, nó được đưa vào luôn cả sổ sách các bạn, tức là được đưa luôn vào cả cái chương trình giảng dạy, tối ưu hóa thuế. Chứ còn nếu như các bạn gọi là tránh thuế, là trốn thuế thì là các bạn đang vi phạm về pháp luật rồi. Nhưng mà doanh nghiệp có quyền là gì? Tôi có quyền tối ưu hóa thuế. Tôi làm sao cũng là những khoản chi phí đó, nhưng tôi làm sao để tôi đưa vào được, nhưng mà tôi lại không vi phạm luật. Thì như vậy thì doanh nghiệp vẫn được thực hiện những cái việc tối ưu hóa thuế. Và chính vì vậy thì kế toán thuế ở doanh nghiệp đòi hỏi phải là những cái doanh nghiệp lớn, kế toán thuế đòi hỏi phải là những người có kinh nghiệm, và là những người mà có cái sự am hiểu và có kinh nghiệm thực tế thì mới có thể là xử lý tốt được về những cái vấn đề thuế của doanh nghiệp ạ. Rồi cô cảm ơn bạn Quỳnh rất là nhiều ha. Như vậy thì cái việc mà đánh thuế trực tiếp vào lợi ích thì nó sẽ dẫn đến cái việc nhà nước sẽ khó kiểm soát hơn về thu thuế ạ. Như vậy thì nhà nước chúng ta hiện nay thì cái tình trạng thất thu thuế cũng vẫn còn rất là nhiều các bạn. Do đó thì hàng năm thì các cái cơ quan nhà nước thường có cái gì ạ? Những cái cơ quan thuế họ sẽ có thanh tra thuế, họ sẽ đi về các doanh nghiệp để họ kiểm tra lại sổ sách, có thể là trong vòng 3 năm liên tiếp. Và nếu như mà doanh nghiệp nào mà giả sử như trên sổ sách họ đang nộp thuế của năm 2019 là 20 triệu, sau khi mà kiểm tra sổ sách thì tôi ra là phải nộp của tôi là gì ạ? Là 100 triệu chẳng hạn, thì lúc này 80 triệu đó tôi phải bị truy thu 80 triệu, và đồng thời tôi sẽ 80 triệu này tôi sẽ bị tính tiền phạt trong cái khoảng thời gian mà từ cái lúc mà chúng ta quyết toán hết thời hạn là 31 tháng 3 của năm đó đến cái thời điểm hiện tại. Như vậy thì cái việc mà tránh thuế và trốn thuế của doanh nghiệp là nó đang vi phạm pháp luật. Và hiện nay thì nhà nước của chúng ta vẫn đang trên cái bước đường là gì ạ? Xây dựng một cái hệ thống để quản lý kiểm soát được những cái thuế thu nhập doanh nghiệp này tại các doanh nghiệp. Bởi vì thường thì doanh nghiệp thường thì bị lỗ thì sẽ không phải chịu thuế. Nhưng mà nếu như một doanh nghiệp mà cứ bị lỗ liên tục trong vòng 5 năm thì tại sao? À, lúc này một câu hỏi đặt ra là gì ạ? Anh kinh doanh, anh bị thua lỗ nhưng mà liên tục như vậy, mà tại sao anh vẫn duy trì được? Tại sao anh vẫn mở rộng được quy mô sản xuất? Thì nó sẽ có những cái sự bất hợp lý các bạn ha. Và tôi cho rằng là hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, cái việc mà quản lý thuế này cũng là một cái vấn đề mà hết sức là căng thẳng và cũng khó khăn đối với các cái cơ quan chức năng và đối với nhà nước các bạn ha. Thôi, đó là về khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Những cái phần đặc điểm này thì cả lớp có thể đọc ở trong tài liệu giúp cô nhé. Cô chỉ trình bày cho các bạn về những cái cơ bản thôi ạ. À, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam của chúng ta thì nó là thuế trực thu. Thì như bạn nữ lúc trước vừa nói rồi ạ, trực thu thì lúc này đối tượng nộp thuế và đối tượng gì ạ? À, người nộp thuế ạ. Như là cái người nộp thuế ở đây ha, người nộp thuế ạ, cái người nộp thuế và cái người chịu thuế ạ. Người chịu thuế là một các bạn ha, là người chịu thuế thì họ là một cái đối tượng, một cái chủ thể. Như vậy thì thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc là nhà đầu tư. Bởi vì chúng ta đã vừa nói với nhau rồi, thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu, tính trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Như vậy thì trong doanh nghiệp của các bạn thường có gì ạ? Chúng ta sẽ có doanh thu trừ đi chi phí thì nó bằng với lợi nhuận. Và thậm chí lát nữa chúng ta sẽ học là gì ạ? Chúng ta sẽ học thu nhập chịu thuế. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vì sao ạ? Thuế nó sẽ đánh một phần trên cái phần lợi nhuận này này, hay còn gọi là thu nhập chịu thuế. Như vậy thì nếu như mà doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả thì cái phần thu nhập chịu thuế của họ với cái phần lợi nhuận, thôi mình gọi là lợi nhuận cho dễ ha, thì lợi nhuận của họ với cao thì họ mới nộp được thuế vào ngân sách của nhà nước. Hay ngược lại là nếu như một doanh nghiệp mà kinh doanh không hiệu quả, bị năm đó bị lỗ thì nhà nước cũng sẽ không thu được thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó cái đặc điểm ở đây đó là thuế thu nhập doanh nghiệp nó phụ thuộc vào cái kết quả hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp hoặc là các cái nhà đầu tư các bạn ha. Liên quan đến các cái nhà đầu tư này này, các nhà đầu tư mà tại Việt Nam mà có
Tại Việt Nam thì sẽ phải đóng thuế nhà thầu. Thuế nhà thầu thì nó bao gồm hết tất cả những cái thuế liên quan các bạn ha. Và sau này cũng có thể cô sẽ yêu cầu một nhóm sẽ làm một cái bài về thuế nhà thầu. Rồi, với cái đặc điểm thứ ba đó là gì ạ? Thuế thu nhập doanh nghiệp có tính chất ổn định, tương đối nhằm tạo môi trường ổn định cho đầu tư. Bởi vì các em biết được rằng là gì ạ? Cái việc mà thuế thu nhập doanh nghiệp nó tính trên lợi nhuận này của doanh nghiệp thì nó sẽ dẫn tới là gì ạ? À, giả sử như lợi nhuận của tôi là 100 triệu, thuế của tôi hiện nay là 20% thì tôi phải đóng về là bao nhiêu các bạn? Tôi sẽ đóng về là 20 triệu. Như vậy thì khi mà tôi nộp thuế, lợi nhuận của tôi sau thuế là 20 triệu và sau đó tôi mới dùng cái lợi nhuận này để tôi phân phối cổ tức cho những cổ đông chẳng hạn, thì một khi mà đóng thuế này nó sẽ giảm đi cái phần lợi ích của doanh nghiệp. Do đó nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà cái quyết định đầu tư của doanh nghiệp hay là mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy thì thường cái thuế thu nhập doanh nghiệp này nó sẽ phải có tính chất ổn định các bạn ạ. Giả sử như một mức thuế suất 20% này thì nó bắt đầu là có từ năm 2015 đến nay rồi các bạn. Như vậy là trong 5 năm nay thì cái mức thuế suất này nó vẫn đang ở cái mức là 20%, hay trước đây rất là cao 32%, 28%, 25% mà bây giờ là 20%. Thì với cái đặc điểm đó là nó phải có tính chất ổn định tương đối để mà tạo cái môi trường cho đầu tư. Chứ bây giờ doanh nghiệp đang muốn đầu tư là à, tôi đang muốn sang năm tôi mở rộng quy mô đầu tư. Nhưng mà giả sử sang năm mà tôi biết trước được rằng là thuế suất của tôi đang 20% mà lên 28% chẳng hạn, thì liệu rằng tôi có đầu tư hay không ạ? Như vậy thì nhà nước chúng ta khi mà xây dựng một cái chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp cũng rất phải cân đối và phải nghiên cứu rất là kỹ, tham vấn các bên liên quan từ doanh nghiệp này, rồi những cái nhà quản lý, rồi những cái nhà phân tích, rồi để mà chúng ta đưa xây dựng một cái chính sách thuế làm sao để nó vừa là một cái đòn bẩy để kích cầu, kích thích cái việc mà sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp và đồng thời là gì ạ? Và tạo được cái nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Thì đó là ba cái đặc điểm mà cô nói qua về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn đọc trong tài liệu thì các bạn có thể thấy ạ. Và một số sách thì họ cũng đang để cái đặc điểm đó là gì ạ? À, thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân, tức là trước khi mà doanh nghiệp phân phối cái lợi nhuận lợi tức này cho các cái cổ đông thì cái họ sẽ dùng cái đó là lợi nhuận sau thuế. Tức là họ sẽ dùng từ cái là còn 80 còn lại này để họ chia cho những cái cổ đông đó. Thì người ta có thể nói rằng đó là thuế được khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân. Một số tài liệu cũ thì họ vẫn đang định như vậy các bạn ha. Thì đó là cái đặc điểm ạ. Và với những cái đặc điểm như vậy thì thuế có thu nhập doanh nghiệp có cái vai trò ở đây đó là gì ạ? À, thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó góp phần khuyến khích đầu tư. Góp phần khuyến khích đầu tư. Tức là gì? À, chúng ta thấy rằng là giả sử như là một doanh nghiệp ở nhà nước của chúng ta, một doanh nghiệp mà khi mà đưa ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 20% chẳng hạn, thì lúc này nó sẽ, hiện nay thì Việt Nam cái mức thuế suất 20% này nó công bằng cho đối với cả doanh nghiệp nước ngoài cũng như là những cái doanh nghiệp mà tại Việt Nam. Như vậy thì nó các doanh nghiệp khác nó không có cái sự phân biệt như vậy thì họ nó sẽ khuyến khích doanh nghiệp là đầu tư và mở rộng cái quy mô sản xuất, bởi vì nó không có một cái sự gì ạ, à, sự bất hợp lý các bạn ha. Và cái việc giả sử như là trước đây là 25%, bây giờ là 20%, như vậy thì cũng phần nào giúp cho doanh nghiệp yên tâm để mà mở rộng cái quy mô sản xuất của mình và tiếp tục cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Hay là gì ạ? À, hiện nay thì nếu như bạn nào mà biết về thuế thu nhập doanh nghiệp, các bạn thấy rằng là tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam của chúng ta có rất nhiều cái ưu đãi về thuế ạ. Có thể là ưu đãi về thuế suất hoặc là thời gian miễn giảm thuế đối với những cái vùng vùng kinh tế mà đặc biệt khó khăn. Cô lấy ví dụ như chẳng hạn như tại Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, ví dụ như một cái vùng kinh tế mà có cái điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn chẳng hạn, mà nhà nước của chúng ta đưa ra một cái ưu đãi là nếu như giả sử hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta đang là thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay của chúng ta đang là 20%, nhưng mà nếu như tại những cái vùng mà kinh tế khó khăn như vậy, tại những cái vùng mà kinh tế khó khăn như thế, thì nếu như anh doanh nghiệp của anh đến đó đầu tư, đến nếu doanh nghiệp của anh đến đó đầu tư thì anh sẽ có là 10 năm, trong thời gian 10 năm này với mức thuế suất của anh là 15% chẳng hạn, thì phần nào nó sẽ thúc đẩy những cái doanh nghiệp đến cái nơi đó để đầu tư và nó sẽ góp phần là tái cấu trúc nền kinh tế. Hoặc là nhà nước muốn
khuyến khích một cái ngành nào, muốn kích thích một cái ngành ngành nghề nào đó phát triển, ví dụ như liên quan đến sản xuất ra những cái sản phẩm mà bảo vệ môi trường hay những ngành mà nông nghiệp công nghệ cao chẳng hạn, nhà nước mà muốn khuyến khích những cái ngành này thì đương nhiên nhà nước sẽ đưa ra những cái ưu đãi về thuế suất, hoặc là về cái thời gian miễn thuế rồi hoặc là về những cái giảm thuế miễn thuế chẳng hạn, thì nó sẽ góp phần được tái cấu trúc nền kinh tế các bạn ha, theo vùng và theo lãnh thổ, ví dụ như là những vùng này, những nơi mà khu vực kinh tế khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn ạ. Thì đó là cái đặc vai trò thứ hai của thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta thấy được. Còn vai trò thứ ba này thì là đương nhiên rồi, anh này hay là anh thuế gián thu cũng vậy, đều có một cái vai trò là tạo cái nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Trước đây thì nó chỉ đánh trên lợi tức ạ, trước đây chỉ đánh trên lợi tức thôi, nhưng bây giờ thì người ta đánh trên thu nhập chịu thuế, và thu nhập chịu thuế này thì nó bao gồm gì ạ? Doanh thu này, rồi thu nhập khác, rất nhiều các bạn ha. Thu nhập khác mà trước đây các bạn học á, thì chúng ta trong cái môn nguyên lý kế toán các bạn học là doanh thu là tài khoản gì các bạn? Trong môn nguyên lý kế toán các bạn học doanh thu là tài khoản gì ạ? Tài khoản nào các bạn? Doanh thu trong môn nguyên lý kế toán mà các bạn học ấy là chúng ta có doanh thu chúng ta được thể hiện trên tài khoản kế toán nào ha? Dạ 511. Các bạn có 511. Rồi các bạn. Như vậy thì các bạn có thu nhập khác, trong thu nhập khác của các bạn thì sẽ có là thu nhập từ đầu tư vốn. Thu nhập từ đầu tư vốn ha, hay còn từ cái hoạt động tài chính này, và có thu nhập khác, và đây các bạn được thể hiện trên tài khoản nào ạ? Doanh thu từ hoạt động tài chính ấy là trên tài khoản nào cả lớp? Dạ 515. Đúng rồi, 515. Rồi, các bạn có thu nhập khác ở trên tài khoản nào ạ? Các bạn có thu nhập khác ở trên tài khoản nào các bạn ha? Có nhớ không? Ví dụ như một tài sản cố định mà đã hết giá trị khấu hao rồi, bây giờ đi bán, trên sổ sách là nó còn không đồng, rồi bây giờ đi bán tôi thu được 10 triệu. Thì về tôi đưa vào thu nhập khác, tôi đưa vào tài khoản nào ha? Mới học kỳ trước xong. Tài khoản nào nhỉ? Bạn nào biết không ạ? Dạ 5118. Ừ, đúng không? Thu nhập khác là tài khoản nào cả lớp? Dạ 711. Dạ 711. 7 gì ạ? Dạ 711 cô. Đúng rồi, 711. Thường phải nhớ là 5111 số này nó đi kèm với các cái tài khoản 6 này, 632, 641, 642 là chi phí. 515 thường nó đi kèm với 635, 711 nó đi kèm với 811. Cái này phải nhớ nha cả lớp. Rồi đó, thì hiện nay là đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì trước đây nó chỉ trên cái thằng này thôi, trên 511 này thôi này. Nhưng bây giờ thì nó bao quát trên cả 511, trên cái 511 mà sau khi trừ đi 635 này, rồi trên cái thu nhập khác là 711 mà trừ đi 811 này này. Đó là hiện nay là nó bao quát như vậy, thì chính vì vậy thuế thu nhập doanh nghiệp nó cũng góp phần tạo được cho cái nguồn thu của ngân sách của nhà nước các bạn ha. Bởi vì cái đối tượng của nó là tất cả mọi những cái tổ chức này, đơn vị mà có cái hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thì đều phải có thu nhập, và thậm chí những doanh nghiệp mà đến Việt Nam để kinh doanh nước ngoài thì cũng phải nộp thuế ạ. Đó là về vai trò ha. Và cái nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành này thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu trên những cái luật, nghị định và những cái thông tư, những cái văn bản hướng dẫn liên quan thì nó rất là nhiều các bạn ha. Và thậm chí thì cái những cái thông tư hàng ngày này, những cái thông tư hàng năm này nó thay đổi rất là nhiều. Và nói đến thời hiện tại thì có thể bản thân như ví dụ như cô ở đây cũng chưa thể mà để nhớ hết được những cái thông tư này. Nhiều khi chúng ta cũng phải lật lại để chúng ta coi rất là nhiều. Nhưng mà cô muốn nói để gì ạ? Để các bạn, đó là sau này khi mà các bạn có làm những cái chuyên đề tốt nghiệp vào năm thứ 3 thì các bạn mà có liên quan đến thuế hay là gì đó thì các bạn cũng phải tham khảo những cái văn bản cho nó đúng nhé. Các bạn phải nhìn xem là còn hiệu lực hay không. Còn chúng ta mà đang tham chiếu đối với một cái văn bản nó đã hết hiệu lực rồi thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Thì đó là những cái mà các bạn lưu ý ạ. Rồi, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các cái tổ chức có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà có thu nhập chịu thuế các bạn ha. Thì đối tượng thuế này chúng ta thấy khá là đơn giản rồi ạ. Là những tổ chức mà có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Đối tượng. Như vậy thì đối tượng thì chịu thuế theo các bạn đó là gì ạ? Đối tượng chịu thuế ạ.
Đối tượng chịu thuế là gì các bạn? Là gì các bạn? Dạ, em thưa cô là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là phần thu của từ cái hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh Là nghiệp, gì hả? là thu nhập của từ cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Là phần thu chúng ta đã học qua các môn kế toán rồi thì nó là gì ha? Chúng ta gọi là phần thu thì nghe nó hơi kỳ ha. Nếu như mà tôi bán hàng, tôi thu về thì đó được gọi là gì ạ? Bán hàng tôi thu về một số tiền, nó được gọi là gì? Dạ, doanh thu. Là doanh thu. Như vậy bạn nữ nói, ý của bạn nữ nói là cái số tiền mà tức là cái doanh thu mà chúng ta thu về từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh, thì cụ thể đây các bạn có thể ghi đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ là thu nhập từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh các bạn ha, từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh. À, như vậy thì đối tượng gì ạ? Các bạn có thể ghi vào không? Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là gì ạ? À, thu nhập thu được từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Như vậy nãy cô vừa phân tích cho các bạn rồi, đó là gì ạ? Thu nhập từ cái hoạt động mà sản xuất kinh doanh của chúng ta. Các bạn hãy ghi có thể đó là gì ạ? À, đối tượng của nó sẽ là thu nhập các bạn ha. Thu nhập từ cái hoạt động ạ, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ạ. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ ạ. Hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Của doanh nghiệp. Và ngoài ra chúng ta còn là gì ạ? À, chúng ta còn có là thu nhập khác các bạn nhé. Và thu nhập khác. Và những thu nhập khác của cái tổ chức mà sản xuất kinh doanh. Như vậy thì đây là hai cái đối tượng. Đây là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Nãy chúng ta vừa phân tích với nhau ở đây là gì ạ? Nếu mà doanh nghiệp của chúng ta hoạt động chính thì chúng ta sẽ có của nó là 511. Rồi, còn thu nhập khác này của chúng ta là có 515 này, chúng ta có 711. Chẳng hạn như đây tôi bán hàng, tôi thu về tiền hàng thì tôi là thu nhập từ hoạt động sản xuất sinh kinh doanh của tôi. Còn tôi có gì ạ? Tôi mang tiền lãi tôi đi gửi vào ngân hàng, tôi hàng tháng, hàng quý tôi thu về tiền lãi, nó thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn của tôi. Hoặc là tôi đi thanh lý, tôi đi bán phế liệu, tôi đi thanh lý tài sản cố định, thanh lý công cụ dụng cụ bị hư hỏng, tôi thu về được một cái nguồn thu nhập thì đó là thu nhập khác của cái đơn vị của tôi. Hay là gì ạ? À, tôi vào một cái à, tôi là một cái công ty A. Tôi là công ty A, tôi ký hợp đồng với công ty B ạ. Công ty B và theo một cái thỏa thuận đó là gì ạ? Nếu như mà anh nào mà vi phạm hợp đồng này thì anh đó sẽ phải đền bù hợp đồng ạ. Anh đó sẽ phải đền bù hợp đồng là 20 triệu chẳng hạn. Và trong kỳ này thì không may công ty B vì một lý do nào đó họ lại không thực hiện được cái hợp đồng này với chúng ta và họ đã vi phạm. Sau đó B thì sẽ có là gì ạ? B sẽ phải nộp 20 triệu này cho công ty A. Và trong kỳ này mà chúng ta có 20 triệu này thì kế toán cũng phải hạch toán. Và 20 triệu này nó sẽ được đưa vào trong thu nhập khác các bạn ha. Và 20 triệu này cũng phải tính thuế ạ. Thì đó là cái đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam, các bạn thấy không? Nó bao gồm là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp và cả những cái thu nhập khác trong doanh nghiệp, ví dụ như là từ đầu tư vốn và một số những cái thu nhập khác mà như cô vừa nói với các bạn đó ha. Thì đó là cái đối tượng chịu thuế ạ. À, chúng ta sẽ có cái phương pháp tính thuế. Chúng ta sẽ có cái phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Thì giống như các cái thuế chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta luôn luôn xác định là gì ạ? Thuế phải nộp sẽ bằng thuế phải nộp của chúng ta thường có đi ạ. Một cái chúng nếu bạn nào nhớ, cũng nghĩ các bạn chỉ cần nhớ là gì ạ? Thuế phải nộp thì luôn luôn sẽ bằng là gì ạ? Bằng giá tính thuế. Chúng ta sẽ có là giá tính thuế và nhân với thuế suất đối với những thuế gián thu, các bạn nhớ như vậy. Nhưng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó không phải là một cái, nó tính trên thu nhập của doanh nghiệp thì chúng ta không gọi là giá, nó sẽ là thu nhập tính thuế các bạn ha. Nó là thu nhập tính thuế và nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là một cái công thức, nhưng mà thuế suất hiện nay thì các bạn có thể là các bạn có 20% rồi, trừ ra mấy cái tổ chức mà theo cái áp dụng theo phương pháp trực tiếp ấy, thì nó có cái mức thuế suất đối với những cái ngành đặc thù chẳng hạn như là giáo dục này,
rồi liên quan đến văn hóa, văn nghệ, thể thao ấy, thì mức thuế suất của nó khác thôi. Còn hiện tại thì gần như là 20%. Thì phần thuế suất này chúng ta không lăn tăn gì bởi vì luật đã quy định. Nhưng mà để đi đến thu nhập tính thuế này thì các bạn còn lưu ý cho cô, chúng ta sẽ còn rất là một cái chặng đường rất là dài để chúng ta xác định được cái thu nhập tính thuế ạ. Và tuy nhiên thì các em hình dung ra là tại Việt Nam của chúng ta thì cũng sẽ có các doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam ấy, thì họ đều có cái quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tức là gì ạ? Những cái doanh nghiệp mà được thành lập ấy, thì họ sẽ được họ hàng năm họ sẽ được trích lập ra 10% cái thu nhập tính thuế hàng năm để mà trích lập cái quỹ khoa học và công nghệ. Thì cái quỹ khoa học và công nghệ này nó được sử dụng ra để phục vụ cho những đầu tư vào nghiên cứu và những cái hoạt động mà công nghệ được phát triển cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Như vậy mà nếu tức là hàng năm thì doanh nghiệp sẽ được trích gì ạ? Doanh nghiệp sẽ được trích là tối đa là 10% cái thu nhập tính thuế này để đưa vào cái quỹ ạ, đưa vào cái quỹ phát triển khoa học công nghệ. Nhưng mà quỹ này phải được sử dụng đúng cái mục đích của nó, và giả sử như tôi là một doanh nghiệp mà tôi đã trích 10% rồi thì lúc này tôi thuế thu nhập doanh nghiệp của tôi phải nộp sẽ được xác định như thế này ạ. Đó là gì ạ? Trường hợp doanh nghiệp mà có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ được xác định đó là gì ạ? Nó sẽ bằng cái thu nhập tính thuế và trừ đi cái phần trích lập quỹ khoa học này ạ. Tuy nhiên thì cái anh này mà có một cái lưu ý, đó là các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Trong 5 năm liên tục, trong 5 năm liên tiếp các bạn ha, tức là trong 5 năm mà kể từ khi mà chúng ta đã trích lập ấy, mà nếu như mà các bạn mà không doanh nghiệp của các bạn mà không sử dụng hết 70% ấy, tức là trong 5 năm, trong trong 5 năm mà chúng ta không sử dụng hết, tức là chúng ta không sử dụng hết 70% cái quỹ này thì lúc này chúng cái số còn lại chúng ta phải đưa vào tính thuế, số còn lại chúng ta phải tính thuế các bạn ha. Đưa vào tính thuế. Và tôi giả sử như là tôi đang trích ở thời điểm năm 2015 rồi đến năm 2020 là hết thời hạn là 5 năm. Giả sử hết thời hạn 5 năm này mà tôi không sử dụng hết sang năm 2021 thì cái số tiền đó tôi giả sử tôi đang có là 15 triệu. 15 triệu này tôi cũng sẽ phải tính thuế và được áp dụng với cái mức thuế suất của năm 2021 chứ không phải là năm 2025 các bạn ha. Và đương nhiên là cái phần trích lập quỹ này này nó không phải là đơn giản là tôi muốn trích lập để tôi giảm bớt cái nghĩa vụ thuế đâu. Tôi phải có minh chứng là tôi sử dụng cho việc gì. Nếu như mà tôi đầu tư thì tôi phải có hóa đơn chứng từ, tôi sẽ có hợp đồng, tức là mọi thứ nó đều riêng kế toán và thuế. Các bạn làm gì cũng phải dựa theo gì ạ? Các bạn phải dựa theo chứng từ. Mọi thứ nó chỉ rõ ràng trên chứng từ thôi. Anh không thể nói suông, anh không thể nói là tôi đã đầu tư làm gì, hoặc là anh chi sai mục đích, anh lấy tiền ở đây để anh chi sai mục đích thì thuế cũng sẽ kiểm tra, và nếu như anh chi sai thì anh cũng đều phải để bị phạt, và thậm chí anh bị đóng lại cái tiền thuế đó, và thậm chí anh sẽ bị phạt trên cái việc mà anh đã chi sai cái quỹ trích lập khoa học và công nghệ. Thì cái phần này là phần giới thiệu cho các em thôi, còn đi thi thì đương nhiên là cô sẽ không cho các em cái phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ đâu ha. Rồi chúng ta sẽ có trước khi đi về cái phương pháp tính thuế ạ, thì cả lớp lưu ý cho cô là gì? Phương pháp tính thuế của chúng ta hiện nay thì chúng ta có cái kỳ tính thuế, chúng ta phải xác định được là cái kỳ tính thuế ạ. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch. Nếu như nó được xác định theo năm dương lịch thì cả lớp hình dung cho cô là gì ạ? Năm dương lịch thì thường thường doanh nghiệp sẽ có cái năm dương lịch là nó áp dụng theo cái năm tài chính, và hiện nay thì năm tài chính của chúng ta là thường từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Các doanh nghiệp là thường đây được gọi là năm tài chính ạ. Đây là năm tài chính ha. Hiện nay thì đa phần các doanh nghiệp sẽ là được áp dụng là năm tài chính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Nhưng các một số doanh nghiệp thì cũng có năm tài chính là bắt đầu như thế này các bạn. Như vậy các bạn một năm các bạn có mấy quý ạ? Một năm các bạn có 4 quý. Như vậy là sẽ có là ngày 31 tháng 4 năm nay. Năm tài chính có thể là bắt đầu từ ngày đầu tiên của quý 2 cho đến ngày gì ạ? Ngày 31 tháng 3 của năm sau, và tiếp theo là gì ạ? Ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 6. Rồi, ngày đây là cũng có thể là năm tài chính các bạn nhé. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng có thể có những cái năm tài chính này, nhưng năm tài chính như bắt đầu quy định là gì ạ? Từ ngày đầu tiên của quý 2 hoặc là ngày đầu tiên của quý 3 cho đến ngày kết thúc của là 30 tháng 6 của năm tiếp theo, hoặc là ngày đầu tiên của quý 4 và đến kết thúc là ngày 30 tháng 9 của năm sau. Đây là năm tài chính các bạn ha. Như vậy thì kỳ tính thuế thì lại được xác định theo năm dương lịch.
Như vậy là được năm dương lịch của chúng ta là ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên thì trường hợp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, tức là tôi đang giả sử là gì ạ? Bình thường doanh nghiệp của tôi có năm tài chính là 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 thì nó sẽ chung với cái kỳ tính thuế rồi. Như vậy thì cứ đến ngày 31 tháng 12 thì tôi phải có nghĩa vụ là nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng trường hợp gì ạ? Trường hợp doanh nghiệp của tôi có năm tài chính là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 thì lúc này kỳ tính thuế của tôi sẽ được tính theo năm tài chính áp dụng các bạn nhé. Thì đó là cái kỳ tính thuế, các bạn lưu ý cho cô ạ. Kỳ tính thuế cực kỳ quan trọng, bởi vì sao ạ? Đến cái kỳ tính thuế này thì kế toán hoặc là doanh nghiệp có cái nghĩa vụ là nộp những cái báo cáo thuế liên quan cho những cái cơ quan của nhà nước ha, để thực hiện cái nghĩa vụ về thuế. Tuy nhiên thì nó sẽ có gì ạ? Các bạn sẽ hình dung là trường hợp kỳ tính thuế của năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, và kỳ tính thuế của năm cuối cùng đối với chuyển đổi loại hình hợp nhất sáp nhập mà chia tách giải thể phá sản có thời gian ngắn hơn gì ạ? Có thời gian mà nhỏ hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế của năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế của năm trước đó. Như vậy bây giờ cô hỏi các bạn, như vậy thì một kỳ tính thuế thì nó sẽ có tối đa là bao nhiêu tháng ạ? Như vậy thì với cái lưu ý ở đây cho thì kỳ tính thuế của các bạn sẽ có tối đa bao nhiêu tháng ạ? Bình thường thì chúng ta sẽ có là 12 đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có tối đa là bao nhiêu tháng ạ? Các bạn đọc lại đi ạ. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp mà chia tách giải thể á, có thời gian mà nhỏ hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế của năm tiếp theo hoặc là kỳ tính thuế của năm trước đó. Như vậy thì tối đa một kỳ tính thuế của chúng ta sẽ có bao nhiêu tháng các bạn? Sẽ có 15 tháng. Đúng rồi, tối đa của chúng ta sẽ có 15 tháng các bạn ha. Cô đang lấy ví dụ như thế này. Như vậy thì tối đa của chúng ta sẽ có 15 tháng. Đây, cô đang... Các bạn nhìn lên cái ví dụ đầu tiên là gì ạ? Công ty này, công ty Minh Khôi được thành lập vào tháng 7. Thì kỳ tính thuế của năm 2015 được tính từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2015. Bởi vì sao ạ? Bởi vì năm tài chính của công ty này nó vẫn được áp dụng là từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12. Nhưng mà vì sao ạ? Vì là tháng 7 năm 2015 doanh nghiệp này mới thành lập. Như vậy hết năm 2015, các bạn thấy đây là tháng 1, đây là tháng 12. Như vậy tôi bắt đầu từ tháng mấy ạ? Tôi bắt đầu từ tháng 7. Như vậy kỳ tính thuế của doanh nghiệp này là nó chỉ tính từ tháng 7 đến tháng 12 thôi ạ. Các bạn ha, như vậy các bạn tính từ tháng 7 này, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, 12. Như vậy kỳ tính thuế này tính 6 tháng bình thường. Doanh thu trong 6 tháng, thu nhập trong 6 tháng chúng ta tính bình thường, không có gì hết các bạn ha. Rồi hay là trường hợp gì ạ? Công ty này được thành lập vào tháng gì ạ? Trở lại cái ví dụ 1 đã nhé. Năm 2015 là có 6 tháng, nhưng mà qua đến năm 2016 thì kỳ tính thuế này lại trở lại bình thường. Là gì ạ? Là gồm có 12 tháng các bạn ha, là 12 tháng. Như vậy thì các bạn lưu ý đó là đối với trường hợp mà doanh nghiệp mới thành lập ạ. Trường hợp thứ hai là gì ạ? Công ty này được thành lập vào tháng 11 năm 2015. Thì các bạn xem, đây là năm 2015. Đây là năm 2015. Đây là tháng 1 ha, đây là tháng 12. Nhưng mà doanh nghiệp này lại được thành lập vào gì ạ? Vào tháng 11. Như vậy trong giai đoạn này có 1 tháng thôi. Như vậy trong năm 2015 này doanh nghiệp này mà chỉ có 1 tháng thì không thể được tính thành một kỳ tính thuế. Người ta phải có một gì ạ? Đối với doanh nghiệp mới thành lập mà có số tháng nhỏ hơn hoặc bằng 3, nhỏ hơn 3 đó, thì sao ạ? Thì doanh nghiệp sẽ được cộng vào kỳ tính thuế của năm tiếp theo. Như vậy thì kỳ tính thuế của năm 2015 này nó sẽ được cộng vào kỳ tính thuế của năm 2016 ạ. Lúc này là đây là có 12 tháng các bạn ha, có 12 tháng. Và nó sẽ được cộng với 1 tháng của năm gì ạ? Cô xin lỗi ha, tháng 11 và tháng 12 thì nó sẽ bắt đầu tháng 11 và hết tháng 12, như vậy sẽ có 2 tháng nhỏ hơn 3 thì chúng ta sẽ được cộng với 2 tháng. Như vậy thì kỳ tính thuế của năm 2016 này nó sẽ không còn là 12 tháng nữa mà nó sẽ là 14 tháng.
Đó là các bạn hình dung ha. Và đương nhiên thì tối đa của tôi là chỉ có 15 tháng thôi, tối đa là 3 thôi các bạn ha. Rồi hay còn một trường hợp khác là gì ạ? À, công ty của tôi bắt đầu hoạt động từ năm 2011 và tôi giải thể và gì ạ? À, tôi giải thể vào tháng 1 năm 2015. Như vậy thì tôi hoạt động rất là bình thường và kỳ tính thuế của tôi đều có 12 tháng. Nhưng mà gì ạ? Tháng 1 năm 2015 thì lúc này tôi tháng 1 năm 2015 các bạn ha. Tháng 1 năm 2015, thì lúc này tại thời điểm này là tháng 1. Tại thời điểm tháng 1 này thì tôi bắt đầu là tôi phá sản. Tôi đã dừng cái hoạt động sản xuất kinh doanh rồi. Thì năm 2015 như vậy chúng ta không thể tính kỳ tính thuế của một năm này như vậy được. Và bởi vì như vậy thì năm 2014 chúng ta vẫn đang trong thời gian quyết toán thuế. Và như vậy thì chúng ta sẽ được làm gì ạ? Chúng ta sẽ cộng cái kỳ tính thuế của cái công ty khi mà họ phá sản mà có cái số tháng, có cái kỳ tính thuế mà có một tháng nhỏ hơn 3 đó, thì chúng ta sẽ được cộng vào của năm trước. Như vậy thì nó sẽ được cộng vào của năm 2014. Và lúc này thì kỳ tính thuế của năm 2014 của chúng ta thay vì 12 tháng nó đã trở thành là gì ạ? Là 13 các bạn nhé. Hoặc là trường hợp bình thường là gì ạ? À, công ty của tôi hoạt động từ năm 2011, nhưng mà trên này là tháng 1 tôi phá sản. Nhưng ở đây là gì ạ? Tôi giải thể vào tháng 7. Tôi giải thể vào tháng 7, tức là kỳ tính thuế của tôi sao ạ? À, đây là tôi là tháng 1 ha, rồi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại thời điểm tháng 7 này, tôi giả sử đây là 12. Tại thời điểm tháng 7 này tôi giải thể, thì lúc này kỳ tính thuế của tôi nó sẽ gồm có 7 tháng các bạn ha. Thì vẫn bình thường, chỉ khi nào ạ? Nó nhỏ hơn hoặc bằng 3 thôi. Chỉ khi nào nó nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì các bạn với sao ạ? Các bạn với cộng vào năm trước đối với doanh nghiệp gì ạ? Cộng vào năm trước đối với ấy doanh nghiệp và có hoạt động là phá sản giải thể, còn cộng vào năm sau đó, năm tiếp theo ấy, cộng vào năm tiếp theo thì đối với những doanh nghiệp mà mới thành lập các bạn ha. Thì đó là một cái ví dụ về kỳ tính thuế. Nhưng mà cả lớp lưu cho cô, nhớ cho cô là gì ạ? Kỳ tính thuế nó sẽ là năm dương lịch, nó sẽ trùng với năm tài chính. Còn trường hợp mà năm tài chính của doanh nghiệp áp dụng khác với năm dương lịch thì cái kỳ tính thuế này nó sẽ được áp dụng đối với cái năm tài chính mà doanh nghiệp đang áp dụng ạ. Tuy nhiên là gì ạ? À, chúng ta có một cái lưu ý ở đây, đó là gì? À, kỳ tính thuế của thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch. Tuy nhiên tổ chức kinh doanh phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng quý. Khi kết thúc năm thì thực hiện quyết toán thuế ạ. Trước đây các bạn, trước đây mỗi lần mà nộp thuế, các bạn thì hàng quý doanh nghiệp phải gì ạ? Doanh nghiệp sẽ phải tạm nộp, tờ khai. Tờ khai này là nó thể hiện hết những cái thuế mà doanh nghiệp phải nộp và nộp tiền. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 11 năm 2014 thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai mà doanh nghiệp chỉ sao ạ? Doanh nghiệp chỉ tạm nộp thuế thôi ạ. Như vậy thì chỉ tạm nộp thuế thôi ạ. Một năm có 4 quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Tôi đang giả sử là quý 1 tôi tạm nộp là 10 triệu, quý 2 tôi tạm nộp là 5 triệu, quý 3 tôi tạm nộp là 5 triệu và quý 4 này tôi tạm nộp là gì ạ? Là 3 triệu. Như vậy là một năm, như vậy thì tổng một năm này là tôi đã tạm nộp là bao nhiêu các bạn? Tôi đã tạm nộp là 23 triệu. Rồi, bắt đầu cuối năm ngày 31 tháng 12, tôi làm gì ạ? Khi kết thúc năm thì phải thực hiện quyết toán, tôi sẽ thực hiện quyết toán. Tôi sẽ đi đối chiếu lại tất cả tổng những cái thu nhập, những cái doanh thu, những cái chi phí mà tôi thu được. Tôi quyết toán thì tôi tính ra là thuế tôi phải nộp gì ạ? À, thuế phải nộp của tôi là bằng 30 triệu. 30 triệu, doanh nghiệp tôi phải nộp là 30 triệu đồng. Thì lúc này tôi đã tạm nộp, lên cơ quan thuế là bao nhiêu ạ? Tôi đã tạm nộp lên cơ quan thuế là 23 triệu rồi. Thì lúc này doanh nghiệp thực hiện quyết toán tôi sẽ còn phải nộp ạ. Như vậy thì doanh nghiệp của tôi chỉ còn phải nộp lên là 30 triệu trừ đi 23 là tôi còn phải nộp là 7 triệu thôi. Và có những trường hợp là gì ạ? À, tôi đã tạm nộp là 23 triệu nhưng khi quyết toán tôi lại ra thuế tôi phải nộp là 20 triệu thôi. Thì lúc này tôi sẽ được chuyển cái 3 triệu này, cái 3 triệu còn lại vào cái số tạm nộp của quý tiếp theo các em ha. Như vậy thì hiện nay hàng quý doanh nghiệp chỉ tạm nộp thôi ạ, không cần phải nộp tờ khai nữa các bạn nhé. Trước đây ha, cái này thì là trước đây rồi nè, cái này là trước đây.
thì doanh nghiệp sẽ phải tạm nộp tờ khai kèm theo nộp tiền. Nhưng bây giờ thì từ tháng 11 năm 2014, doanh nghiệp chỉ có tạm nộp thuế thôi. Đó là cái phần kỳ tính thuế thì các bạn lưu ý cho cô ha. Rồi, như vậy thì chúng ta buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Về cô muốn là cho các bạn đọc trước cái tài liệu, cái phần về thuế thu nhập doanh nghiệp đã.